bào tử nấm linh chi, công dụng và cách dùng hiệu quả. Từ xa xưa, nấm linh chi là một dược liệu thiên nhiên vô cùng quý hiếm, chứa hơn 200 hoạt chất tốt cho sức khỏe như magnesium, acid amin, ganoderol, adenosine, protein. Vì vậy mà nấm linh chi được nhiều người ưa chuộng sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh nan y, mãn tính cũng như chống lão hóa, chăm sóc sắc đẹp. Hôm nay HP Cosmetics xin chia sẻ đến quý khách hàng những công dụng và cách dùng hiệu quả mà bào tử nấm linh chi mang lại cho sức khỏe mọi người. Vậy bào tử nấm linh chi là gì? Bào tử nấm linh chi là một bộ phận có kích thước rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy, được phóng thích sau kỳ sinh sản của nấm linh chi. Sau quá trình này, kết quả nhìn thấy là một lớp bụi mỏng màu nâu đỏ, rất mịn, bám trên bề mặt nấm. Đây được xem như tinh chất của nấm linh chi, hàm chứa nhiều chất dinh dưỡng và các dược tính có thể tăng cường sức khỏe. Sử dụng bào tử nấm linh chi mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời, tốt cho sức khỏe và không có bất kỳ một tác dụng phụ nào. Dùng bào tử nấm linh chi giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm lượng cholesterol trong máu. Các dược chất trong thảo dược này có khả năng tác động tích cực đến não bộ, hệ tuần hoàn máu và tim mạch, hỗ trợ điều trị các căn bệnh ung thư, đường ruột, tiểu đường, kiềm hãm các tế bào xấu làm hại cơ thể, giải độc gan, tăng cường chức năng và ngăn ngừa các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan và gan nhiễm mỡ. Đối với trường hợp thừa cân, bào tử nấm linh chi thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa nên giúp cho việc giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, sử dụng dược liệu này hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, giảm stress, tình trạng đau đầu, tăng cường trí nhớ, tăng khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất công việc, cải thiện tình trạng mất ngủ. Đặc biệt, bào tử nấm linh chi còn có tác dụng làm đẹp, giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa và tình trạng sạm da, giúp cho làn da căng mịn, hồng hào, tóc trở nên chắc khỏe hơn, phục hồi hư tổn và giảm tình trạng gãy rụng. HP Cosmetics xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm nấm linh chi Nasen của Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, được nuôi trồng theo quy trình vô trùng vi sinh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị dinh dưỡng bào tử trên nấm cao, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Cách sử dụng nấm linh chi Nasen: dùng dạng trà, nghiền nấm linh chi thành bột, cho bột và tách hãm bằng nước thật sôi trong 5 phút rồi uống, khoảng 1 đến 2 tai dành cho 1.5 lít nước, hãm với một bình nước sôi với một tai nấm để lấy nước uống sử dụng hàng ngày để phục hồi năng lượng cơ thể. Ngâm rượu, cắt khoảng 8 đến 10 tai nấm linh chi ngâm với 1 lít rượu mạnh trên 40 độ, khoảng 25 ngày có thể sử dụng. Dùng một ly nhỏ sau bữa ăn tối giúp cải thiện sức khỏe. Chế biến các loại canh, cháo, súp, tạo nên những món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng và thúc đẩy tốc độ bình phục bệnh ở người già và người mới ốm dậy như canh nấm, súp hoặc các món hầm mềm. Làm đẹp da, có thể dùng bào tử nấm linh chi để làm mặt nạ dưỡng da, trộn với sữa chua không đường hoặc mật ong giúp giảm các vết nám và làm căng mịn làn da. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetics để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetics nhé!